Hơi dâm ạ. Cái gì? 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 Hơi gì? Hơi dâm ạ. Là sao trời? Là sao cụ thể là sao? Có nghĩa là thôi, nói chung là nó không được như thuộc con gái bình thường ấy ạ. Mà nó xét thiên về là hơi dâm ạ, cô Duyên ạ. Dạ mời. Không, mời khai thác. Thôi, về luôn đi. Nói cho chị Lan biết thì mình bao nhiêu mối tình rồi? Đã chưa mối tình nào ạ? Ủa sao tỷ ta? Không, tại vì là đôi khi là bậy quá nên là người ta không biết ạ. Hơi dâm, hơi dâm là sao ta? Chị. Cái từ đó em biết sao mà dễ hiểu lầm lắm nè. Có nghĩa là không biết nói làm sao, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc câu từ nói chứ người ta nghĩ mình là người dâm ấy mà. Không dâm thật ạ. Là cái từ đó viết thì sao em? Nhưng mà tôi lần đầu tiên thấy một cô gái mà mạnh dạn như vậy luôn. Dạ, chào chú Quân Quân, chào chị Ngọc Lan. Con tên là La Anh Minh, quê ở Đắk Lắk và hiện đang làm việc tại quận 12. Minh làm gì Minh? Dạ, làm bên cho công ty nội thất, dạ, sản xuất ghế sofa. Rồi, mời nhà gái. Chào chú Quyền Linh ạ, chào chị ạ, và chào tất cả mọi người. Em chào anh bên kia, tại em tên là Thanh, năm nay em 22 tuổi. Em ở đâu? Dạ, em ở Hà Nội ạ. Em bay vào đây để ghi hình chương trình đó hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi. Hiện tại thì em đang là sinh viên và đang trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp ạ. Thế hiện nay em đang thi vào ngành gì em? Dạ, ngành điện tử viễn thông ạ. Điện tử viễn thông hả? Dạ vâng ạ. À, bây giờ thì cho bên nhà gái biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi Minh. Dạ, ưu điểm thì biết mỗi thứ một ít, từ nào làm nội thất, cũng biết hát sơ sơ, khuyết điểm thì ít nói. Thôi, mời nhà gái. Ưu điểm của cháu là nhiệt tình, vui vẻ, suy nghĩ thoáng, không quan trọng một vấn đề nào đấy, sòng phẳng, đặc biệt là về mặt tình cảm và tiền bạc. Còn khuyết điểm là cằn nhằn một chuyện hơi nhiều, với cả nhiều lúc hơi dâm ạ. Hơi dâm ạ? Cái gì? 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 Cái gì? Hơi gì? Hơi dâm ạ. Là sao trời? Là sao, cụ thể là sao? Có nghĩa là hơi... Nói chung là nó không được giống như thuộc nữ con gái bình thường ấy ạ. Mà nó sẽ thiên về là hơi dâm và hơi vô duyên ạ. Dạ mời. Không có. Mời khai thác. Thôi tôi về luôn đi. Nói cho chị Lan biết thì mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào ạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Không, tại vì là đôi khi là bậy quá nên là người ta không thích ạ. Hơi dâm là... Dâm là sao ta? Chào chị. Cái từ đó em biết sao nè, dễ hiểu lầm lắm nè. Có nghĩa là không biết nói làm sao, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc câu từ nói khiến người ta nghĩ mình là người dâm ấy mà. Cũng dâm thật ạ. Là cái chữ đó viết sao em? Nhưng mà tôi lần đầu tiên thấy một cô gái mà mạnh dạn đó như vậy luôn á. Quê con ở đâu? Dạ, cháu sinh ra lớn lên tại Hà Nội luôn ạ. Hà Nội luôn? Vâng ạ. À, nhà có mấy anh chị em? Dạ, có một mình thôi ạ. Một mình thôi hả? Vâng ạ. Chưa có mối tình nào? Chưa, thật ra là có thích nhưng mà người ta không biết lại mình ấy ạ. Nhưng mà tự nhiên sao mình biết mình dâm? Dạ, có một lần đi ăn nem nướng ở trường Đại học Nông nghiệp ấy. Thế là cuốn cái nem to quá. Thế là cháu với bạn là nó phải to như này. Thế là người ta bảo là mai kia chị có người yêu chắc hiểu chị sướng lắm đấy. Dạ thế ạ. Để qua bên đây coi. Sao em? Em thấy bên đó là có cái yếu tố đó, em thấy thì sao? Dạ, hơi mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ quá hả? Ta chưa có mối tình nào luôn á. Ừ. Chỉ có cái cuốn gọi cuốn thôi. Mà nó ra cái từ đó đó. Em nghĩ chắc không phải do cuốn gọi cuốn không. Chắc do bạn bè chọc thôi. Nhưng mà thôi, bỏ cái từ đó ngoài, nhạy cảm quá. Mình có mấy người con rồi? Dạ, tí quên. Mấy mối tình rồi? Thôi. Trước giờ có một mối tình. Mấy năm? Dạ, chắc khoảng 3 năm. Cái mối quan hệ nó ở quê á. Ở quê. Chia tay nó từ nên không có xác định rõ được cái thời gian. Không xác định rõ cái ngày chia tay luôn. Vậy là chắc không có sâu sắc lắm. Có cãi nhau gì lớn gì không? Dạ, tại vì ở xa quá, khoảng cách. À, tức là cái khoảng cách đó giờ ha. Rồi bây giờ cô gái ấy đi lấy chồng chưa? Dạ, lấy chồng rồi. Vậy hả? Có em bé luôn. Có em bé luôn hả? Con có đồng ý ra Hà Nội không?
Dạ, nếu có cơ hội ra đường Hà Nội thì vẫn có thể ra được. Bên cô kia á, là cô gái cũng mạnh mẽ đó. Cá tính lắm đó. Cá tính đó, thôi đùa đâu nha, chưa vui có mối tình nào. Bây giờ vấn đề chỗ là hai người đang ở rất là xa nhau. Bây giờ mình qua mình hỏi nhà gái xíu nè. Thí dụ giờ mình lấy chồng miền Nam đi, mà mình có đồng ý vào Nam không? Dạ không ạ, tại vì cháu có mối với mẹ thôi ạ. Dạ không ạ, tại vì cháu có mối với mẹ thôi ạ. À, muốn Hà Nội thôi. Vâng ạ. Nhưng mà giờ chú hỏi thầy con, con từ Hà Nội vô đây, lý do sao mà con không kiếm người yêu Hà Nội mà sao con tin tưởng chương trình bản mùi họ con vô đây, con tham gia chương trình? Tại vì cháu bị từ chối ấy, bị từ chối tình cảm ấy ạ. Ai từ chối? Một anh khóa trên ạ. Tại sao anh từ chối? Dạ cũng không biết ạ, anh ấy chỉ nói là chưa phải là lúc thôi ạ. Thật ra con cũng người rất bản lĩnh, con muốn có một người chồng lý tưởng thế nào? Ngoại hình là phải cao hơn ạ. Cao hơn rồi. 1m68 trở lên. Có. Đầu không hói. Đầu không hói. Răng không bậu ạ. Răng không bậu ạ. Gì nữa? Nữa là anh ấy là một người tốt tính, biết quan tâm đến mọi người. Không vũ phu, không hút thuốc lá, không rượu bia. Hoặc là biết dừng một cách chừng mực thôi. Rồi sao? Thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc cũng được 70-80%. Rồi còn 20% còn lại là do gì? Hút thuốc hay sao? Dạ có uống rượu bia một chút. Rồi con ghét đàn ông gì nhất? Ghét đàn ông đánh vợ ạ. Đánh vợ? Vâng ạ. Ghét đàn ông nói dối nữa. Và ghét đàn ông nhu nhược. Có nhu nhược không? Cũng có lúc nhu nhược nhưng mà không có phải hoàn toàn. Có đánh vợ không? Dạ cái đó thì không, chắc chắn không rồi. Bạn này hiền. Rồi giờ mong muốn em có một người bạn gái như thế nào, nói cho chị Lan nghe. Dạ, chiều cao thì cỡ trên 1m55 là được. Rồi. Hình xăm thì không đừng có hình xăm to quá, hình xăm nhỏ nhỏ mini thì được. Hình xăm thì chút mở rào ra hỏi kỹ hơn nha. Ghét xăm ạ. Ghét xăm. Vâng ạ. Rồi gì nữa? Dạ, quan trọng là hợp tính nhau thôi chứ cũng không yêu cầu nhiều. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân nè, em đi với ai? Dạ, em đi với gia đình. Dạ. Ai? Anh trai. Chào anh Vương Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là anh trai của Minh. Minh hiền quá hả? Dạ, Minh cũng tính cũng hơi nhút nhát chút xíu. Rồi nó có bồ nhiều không? Dạ, hồi trước giờ là chỉ có một người bồ đó thôi anh. Nó hiền á, thật ra nó chơi chứ nó rất là hiền. Anh thấy như thế nào về cô dâu của chúng tôi ạ? À, em thấy như chung bạn gái thì cũng xinh, nhưng mà trắc trở cái là ở Hà Nội hơi xa. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn để hai em tự quyết định. Rồi, cảm ơn em. Con đi với ai? Chờ đi một mình ạ. Một mình đúng không? Vâng ạ. Rồi. Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu đi bước qua Minh. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em thì hôm nay cũng không biết chuẩn bị gì để tặng anh ấy. Em chỉ mang cái tấm thân này thôi. Dạ không sao. Đây chị cầm cho. Em học gần ra trường chưa? Hiện tại thì em đang làm đồ án anh ạ. Thì cũng tầm khoảng 2 tháng nữa thì em sẽ ra trường. Ra trường là làm ở ngoài Hà Nội luôn? Dạ vâng ạ. Thật ra là em cũng có ý định vào miền Nam làm việc, nhưng mà do là nhà em có mỗi mình mẹ em thôi ạ. Nên là ai cũng có gia đình cả. Anh cũng muốn có gia đình, em cũng muốn hướng về gia đình ấy. Làm nhà em có một mình em thôi. Dạ vâng ạ. Giờ hẹn hò sao? Mình nói chuyện hẹn hò đi. Một người trong đây, người Hà Nội đó. Hiện tại thì em thời gian rảnh của em nhiều không? Thời gian rảnh của em thì cũng bình thường, tối là em sẽ rảnh thôi, hoặc là thứ bảy chủ nhật ạ. Nếu vậy thì cũng tương đồng với anh. À, vâng ạ. Lần đầu anh gặp em, anh thấy em như thế nào? Khá là xinh. Hết ạ. Nói chung vậy thôi. Chỉ biết anh thì ít nói lắm, hơi bị kiềm lời. Thế anh khô khan không ạ? Nó cũng hơi khô xíu, nhưng mà những lúc cần lãng mạn mình sẽ lãng mạn được. Dạ vâng ạ. Tại vì em rất là sợ những người khô khan kiểu bị bí ngôn từ với anh ạ. Đến lúc mình cũng không biết nói gì ấy. Nhiều lúc mình bí ngôn từ thì mình không nói, mình sẽ đi chơi chẳng hạn. À vâng. Anh nói là anh có hút thuốc. Anh không hút thuốc. À không hút thuốc ạ. Thế thì là may đấy. Tại vì em thật sự em rất ghét mùi thuốc lá luôn. Vậy anh có uống bia rượu gì nhiều không ạ? Bia thì anh nói chung công việc của anh cũng có tiếp xúc người, bạn bè, khách hàng cũng phải có. Thế thì cũng biết chừng mực. Nếu có thể thì anh có thể ra Hà Nội nhậu với em cũng được. Em biết nhậu, nhưng mà em cũng chỉ uống được 2-3 chén thôi.
tại lên chương trình đó, nhiều nó hồi hộp á, không nghĩ được nhiều lời nói. Còn khi mà đời thường thì nó khác. Nếu vậy thì tí anh có đồng ý đi chơi với em không ạ? Chơi là chơi ở đâu? Em muốn đi ra chợ Bến Thành. À, chợ gì nhỉ? Ờ đúng rồi, chợ Bến Thành gần đây đúng không ạ? Em muốn ra đấy ạ. Thì em sẵn sàng đi em đi. Thì em sẵn sàng đi em đi. Trong thành phố này em còn chỗ nào chưa đi không? Em đi được nhiều chưa? Lần đầu tiên em vào đây ạ. Nên là sáng nay em có đi Vincom rồi. Rồi bây giờ mình bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái đi. Em có thể nghe trái tim của anh đúng không ạ? Tại vì em ngại nắm tay á. Sao anh run vậy? Hồi hộp quá. Nghe trái tim nó sao? Nó đập nhanh lắm ấy ạ. Đập nhanh đâu, nghe lại cái lỗ tai bên đây thử coi. Nghe kỹ kỹ coi, đếm thử coi đập bao nhiêu nhịp. 10 nhịp ạ. 10 nhịp ạ. Nó nhanh lắm, nó đập nhanh lắm, chứ cũng không đếm nổi nữa. Rồi thấy sao, đập nhanh quá là có ý nghĩa gì? Có hiểu được không? Dạ không ạ, anh ấy đang sợ ạ, anh ấy đang run ạ. Anh thì không sợ nhưng hơi run, vẫn có run. Bây giờ mình ôm nó cái giống nó xỉu lắm á. Bây giờ mình ôm nó cái giống nó xỉu lắm á. Bây giờ mình hát tặng cho bạn gái đi cho bớt luôn nào. Nhìn bạn gái hát kìa. Nhìn bạn gái kìa, nhìn dám nhìn thẳng vào mắt người ta không? Dám nắm tay người ta không? Dạ không ạ. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi người hát cô nghe đó. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng, để hai thằng buồn bên vì hát lý cây bông. Anh ngâm nga vài câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống dưới mái chèo đâu có đất bên sông. Chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh viết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết thẹn rồi, vừa kết nếp tóc em đen. Dáng dịu dàng và đoan trang, đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Yeah. Đó, mình đáp được lại cho người ta một bài. Được không? Dạ, cháu không biết hát nhưng mà anh ấy hát hay như bộ đội vậy ạ. Hay như bộ đội luôn á hả? Như bộ đội năm xưa ấy ạ. Chúng ta thích, ta bấm. Và bấm xong là chúng ta sẽ có nụ hôn đầu tiên đó nha. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mình bấm. Cô gái không bấm. Sao không bấm nè? Dạ tại vì là anh ở xa. Cháu không muốn là mình có thể yêu xa như thế. Hay là thấy anh hiền quá? Dạ không ạ. Hiền thì mình có đào tạo theo kiểu khác nhưng mà Hiền đào tạo được luôn hả? Giỏi quá ta. Không sao. Trên sóng truyền hình thì có rất nhiều chàng trai Hà Nội sẽ để ý cô gái. Và cũng rất nhiều người để ý mình của tôi. Hy vọng rằng sớm chúng ta sẽ liên lạc để tìm ra một nửa manh ghép của mình nha. Chào bạn gái bên kia. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay em 29 tuổi. Em làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 6. Nhật làm gì Nhật? Dạ em làm thợ cắt tóc nam. Kim mua bán giới thiệu nhà đất cho cha mẹ. Làm bất động sản hả? Dạ. À giỏi. Rồi mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nam bên đó và chào quý vị khán giả. Em tên là Thẩm. Sinh năm 1995 nên em 27 tuổi. Em đang làm kế toán ở quận Tân Phú ạ. Sống ở đâu cưng? Dạ em ở quận Tân Phú luôn. À. Bạn Thẩm 27 tuổi. Dạ. Sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú luôn. Thẩm làm kế toán. Dạ. Nhật làm mua bán bất động sản ha. Quá hợp rồi luôn. Là làm tóc nữa, quá hợp luôn. Về thu tiền rồi Thấm ơi. Cô Thấm về làng chuẩn bị rồi ha. Bây giờ Nhật nói cho bên Thấm biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì đi. Dạ ưu điểm của em là chiều chuộng bạn gái, không hút thuốc. Hay. Không nhậu nhẹt, không cờ bạc. Ừ. Có chí cầu tiến, thích làm ăn, kiếm tiền. Còn ưu điểm, còn khuyết điểm của em là không thích bạn bè giỡn quá chớn, chữ thề chữ tục. Nào chữ thề vậy? Bạn nữ chữ thề hay bạn nam chửi?
bạn bè. Dạ, bạn bè. Bạn bè đúng không? Dạ. Thẩm ơi. Dạ. Bên bạn bè của Thẩm có ai chữa thề bài bạc không? Dạ không ạ. À, vậy tốt rồi. Vậy khỏe rồi hả? Ha? Dạ. Giật ha. Rồi. Rồi giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì có, tại em làm kế toán nên nó có đôi khi hơi khó tính. Kỹ đúng không? Dạ. Mình phải chính xác cái nào ra cái đó. Dạ. Chệt một con số là mình cũng mệt nữa. Dạ. Nói chung nhà gái cũng đơn giản lắm, nhà trai tính tình ôn hòa lắm, không có cái gì hết. Thẩm thấy nhẹ nhàng quá ha. Đúng bên rồi. Đây Nhật cũng nhẹ nhàng luôn. Nhật có cái tật xấu khuyết điểm gì không Nhật? Dạ, tật xấu của em là hiền. Ủa? Hả? Hiền mà làm gì tật xấu? Do đó mà bạn bè hay ăn hiếp hả? Giỡn quá trớn em không thích. Giỡn vậy đó hả? Dạ. Nó giỡn sao mà quá trớn? Thì chữ thề nữa. Nào ác chữ thề đó. Linh cũng hay giỡn, nhầy lắm nha. Dạ. Chết rồi, không có ở chung hậu trường với tôi được. Tôi hay giỡn nhầy lắm, có gì bỏ qua nha. Dạ. Ha? À, Thẩm ơi. Dạ. Thẩm có giỡn nhầy không? Có lầy không? Dạ có hơi hơi. Có hơi hơi đó. Có chữ thề không? Dạ không. Đôi khi quá trớn đừng có chữ thề nha. Dạ không. Đó, con thì... không có chữ thề chứ. Ừ, không có chữ thề. Rồi. Giỡn nhầy là giỡn sao? Nó giỡn sao mà nhầy vậy? Giỡn kiểu như là chọc ghẹo hoài, giỡn hoài nhầy lắm. Là em không thích. Tả sao giống tôi quá trời. Tôi thấy ai giấy tôi hay chọc hoài luôn vậy đó. Mà thích mình không thích rồi mình làm sao? Mình bỏ đi chỗ khác hay là mình mình chửi lại? Không thích thì em nói em không thích luôn, nói trực tiếp với bạn đó luôn. Rồi em giận luôn, em nghỉ chơi luôn hả? Dạ em quên nhanh lắm. Chỉ trong ngày hôm đó là qua ngày hôm sau là em quên rồi. Linh giỡn gì có thích Linh không? Dạ thích. Tại chú Huyền Linh không có giỡn nhây mà chữ thề. Đôi khi chú cũng có chữ thề. Trời nói thiệt khô. Chú Linh đó là không có chửi thề, không có nói tục, nhưng mà chỉ có suối người khác nói thôi. À, tôi nói cho biết nha, nhà trai tôi á rất là dễ thương luôn, hiền khô luôn nha, mà vậy giỏi không? Nha, làm tôi tốt thấy nha. Ưu điểm quá trời luôn á, mà tại sao ế ta? Khuyết điểm mà dám nói là khuyết điểm là tại vì hiền. Chào chị. Dạ chào nhà trai. Mình chị Lan thấy là em có cái ưu điểm rất là tốt luôn, đó là chiều chuộng bạn gái đúng nè. Rồi. Rồi gì nữa? Rồi hiền lành nè, biết vậy, làm ăn nè. Vậy mà sao mà mình không có bạn gái? Dạ có bạn gái, có trải qua hai mối tình rồi. Hai mối rồi. Mình chăm người ta quá mà sao chia tay? Dạ tại vì đó còn nhỏ quá à, nên chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mối thứ hai là chơi. Lớn chút rồi sao? Mối thứ hai thì năm đó em 26 tuổi. Ham chơi, bạn gái của em thì muốn lập gia đình rồi. Nên lập gia đình với người khác. Trời đất ơi. Còn em thì ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Ham chơi quá. Hiện tại giờ lớn rồi mới muốn lập gia đình. À, giờ là lập liền không? Dạ chắc nếu mà có duyên đến với nhau, quen nhau thì khoảng cuối năm. Cuối năm làm luôn ha. Dạ. Lẹ vậy đó hả? Dạ. Có chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Dạ có chuẩn bị ít tiền dành dụm để cưới vợ. Khá khá chưa? Dạ khá khá rồi. Mua được nhà chưa? Dạ có nhà riêng rồi. Trời ơi giỏi quá. Quá trời giỏi. Vậy là cái tiệm tóc là ở nhà riêng luôn ha. Dạ đúng rồi. Tiệm tóc là của nhà riêng luôn hả? Dạ. Trời ơi giỏi chưa? Quá. Nhà trai tôi đủ hết rồi đó. Được chưa? Được, chịu. Chịu ha. Chịu liền luôn á. Rồi. Nếu bạn gái mà muốn làm dâu thì ở với ba mẹ, còn không muốn làm dâu thì ở nhà riêng. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời hay luôn, quá đất luôn. Một chút không bấm nút là tôi xuống nhỏ kia bấm đó, nó ngồi nó chờ sẵn rồi đó. Con chào chú. Rồi, chào con gái. Dễ thương ha. Nãy giờ nghe chàng trai kia nói vậy á, mình có thấy đạt tiêu chuẩn của mình chưa? Dạ có ạ. Có hả? Nhiêu phần trăm? Dạ còn phải tiếp xúc nữa thì mới biết. Tiếp xúc nữa. Dạ. Còn mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ con muốn một người yêu là điềm đạm, chững chạc mà phải hài hước nữa. Anh hài lắm đó, giờ nói cái gì cũng vui chân á. Dạ. Nhìn cái mặt là hài, nhìn cái hài mặt hước, là dễ thương luôn. Muốn cười hoài. Dạ. Luôn. Cao hơn con là được. Cao nhìn hơn cao luôn. Cao hơn một bậc, bự hơn. Bự hơn nữa. Được dạ. Không? Dạ được. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ vậy là được rồi. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Mà hồi đó giờ trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em hai mối rồi. Cũng hai cũng nữa. Bằng bên kia luôn. Dạ. Sao chia tay hai mối đó? Mối đầu tiên thì lúc sinh viên thì lúc đó còn nhỏ quá thì rồi. Hơi bốc đồng cho bỏ nên qua. Dạ còn mối thứ hai thì cách đây cũng 2 năm rồi. Tại dịch hả? Dạ không, tại vì không hợp tính á chị.
Nói sao là... mong hợp tính? Thì kiểu bạn hơi trẻ con, còn em thì không có thích trẻ con vậy. Bạn bên kia cũng hơi trẻ con đó nha. Dạ không, bạn trẻ con nhưng mà kiểu bạn còn con nít hơn em á nên em không thích. À, thích phải lớn hơn mình đúng không? Dạ. Chững chạc hơn mình. Dạ. Rồi, được rồi. Bên kia là thôi công việc kiểu đó thì biểu làm sao mà không chững chạc được. Giờ cuối năm lấy chồng được chưa? Dạ được. Được rồi đúng không? Tại vì nhà em cũng hối quá. Hối quá? Ai hối vậy? Ai hối? Mẹ hối. Mẹ hối. Mẹ có đi không? Dạ có, mẹ có đi. Rồi hỏi mẹ luôn. Hả? Mẹ hối rồi ha. Dạ chào mẹ. Chào cô Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Tôi cũng là mẹ của bạn gái Thẩm. Tôi cũng từ Quy Nhơn vô hồi hôm qua, vô với bà ngoại với em gái của Thẩm. Dạ chào ngoại. Rồi đi cũng muốn cho con nó cũng có một cái nơi mà lập gia đình rồi cho nó ổn. Tại vì tôi cũng có ba đứa con gái thôi, không có con trai. Là hai đứa con gái đó. Còn một chị nữa là cũng học trong Sài Gòn, ra trường rồi, cũng có chồng rồi mà đi về quê ngoài Hà Nội. Giờ là gả Thẩm xong rồi lo cho bé này đi học nữa là xong đúng rồi, không? Rồi, rồi vậy đó. Thành ba cô con gái luôn. Dạ cô gái. Rồi bữa nay là chị thấy nhà trai là rể tương lai thì được, vậy được không? Thì tôi cũng thấy cháu trai này thấy cũng được, hiền lành. Thì thấy cũng hợp, theo tôi thì thấy cũng hợp. Còn cái chuyện mà hẹn hò của hai đứa trẻ nữa thì cái đó thì tự cho một cơ hội để hai đứa gặp. Dạ, cho em nói chuyện với bà ngoại chút đi. Chào ngoại. Mà để video vô trong cái dạ. Giờ đi nói đúng mẹ tôi Quy Nhơn tôi vô. Dạ. Bây giờ để tìm cái nơi chỗ đàng hoàng mà cho chéo. Bây giờ nhờ mấy chú với cô thì giúp đỡ giùm. Ngoài nhiêu tuổi rồi? 84. 84 ở ngoài hả? Đi từ Bình Định vô đây để kiếm gọi là cháu rể đó hả? Thấy ngoài... thường không? Ngoại thấy cháu rể này được không? Thấy cũng được, cái mà không biết theo này sao. Nếu mà ở với cháu mình có được hay không? Được á ngoại. Tùy với nó giờ vợ chồng là phải hợp ý với nhau. Dạ. Ngoại để video sát vô trong ấy giùm con. Nhờ chú với cô thì hợp tác giùm cho hai đứa nó cho tôi hả? Ngoại có coi bạn muốn hẹn hò không? Có coi chương trình này không? Có chứ, cái coi trên tivi chứ không có thấy vô đây gặp cô Lan. À đi gặp chú, không gặp. Dạ. Giờ đây mới gặp đi. Gặp giống tivi không ngoại? Y vậy. Y vậy, vậy, vậy á. Y vậy á. Bữa nay mong rằng hai cháu thấy cô Lan có đóng phim không mà theo giờ cô lên chương trình để biết. Dạ. Cô Lan là đẹp không ngoại? Ông đẹp chứ, đẹp người, đẹp nết lắm. Cảm ơn ngoại. Bình Định ngoại còn cháu nào không? Ngoại còn cháu trai ngoại? Cháu trai ha. Dạ. Cháu trai thì gắt năm nhỏ quá nó có chồng có vợ. Hàng xóm con trai không? Dạ, rồi cảm ơn ngoại nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Em đi với ai Nhật? Dạ em đi gia đình của em, đi với ba mẹ với lại chị cháu em. À dạ. Có ba mẹ đây luôn rồi. Rồi mời nhà trai. Xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Chào bác và chào chị bên nhà gái. Chào cháu. Nhật thì hiền lắm, chăm chỉ làm ăn lắm, thích cầu tiến lắm. Tại tôi là nghề nhà đất mà, thì em cũng đang học hỏi nghề của tôi. Còn riêng ba thì ba thấy cháu gái bên đây á, thì cũng dễ thương, hiền. Thì lên cái chương trình này cũng là cái duyên. Thì bác mong hai cháu cho nhau cơ hội. Thì bác có nhiêu đó lời thôi. Tôi xin hết rồi. Bây giờ đại diện nhà trai á, dù sao nhà gái tương lai cũng đi từ Bình Định vô đây, mình có vài câu nói gì với nhà gái đi nhà trai. Đại khái là nếu mà hai đứa nó tìm hiểu nhau được thì mình sẽ tính thế nào đó, ủng hộ gì đó, nói một vài câu với nhà gái đi. Chào bác, chào chị. Tôi là bố của Nhật. Thì hai đứa lên chương trình này cũng là cái duyên. Thì tôi cũng tính rồi, nếu mà tụi nó bấm nút cho nhau á, thì ý kiến chị và bác thì như thế nào? Ý tôi thì nếu mà được, tụi nó hợp nhau, thương nhau thì thời buổi bây giờ là hiện đại lắm.
chỉ gần vài tháng là có tình thương rồi, thì có thể là đây tới cuối năm gia đình tôi sẽ bước đến. Lẹo. Nhân thì vào đây thì cũng quan trọng là cho con, vì con. Tôi thì rất là quý các con, mặc dù là con gái, ba đứa con gái nhưng mà tôi rất quý, tôi cho anh học tới nơi tới chốn hết. Mặc dù ba nó là sĩ quan quân đội nhưng mà đã mất rồi, cho nên tôi một mình lo chăm ba đứa con tôi, cho anh học tới nơi tới chốn, bằng cấp đàng hoàng đầy đủ, rồi ra trường rồi khoảng 1 năm 2 năm là lo tìm chỗ lập gia đình, để cho mà tôi còn trẻ, tôi còn làm được, tôi ủng hộ cho con, giúp đỡ cho con, xây dựng cho con. Yên rồi tôi mới vui. Giờ đây gặp anh chị và hai cháu đây thì cũng như là có một cái duyên. Thì cũng xin anh chị với cô Ngọc Lan và chú Huyền Linh mát tay, mát lòng gì đó, tác hợp cho cháu. Tôi thì cái ý của tôi thì muốn xây dựng cho con càng sớm càng tốt. Dạ. Con nó cũng lớn rồi, con chị thì tôi lo xong hết rồi, có cháu, hai đứa cháu rồi, rồi nhà cửa đàng hoàng đầy đủ hết rồi. Dạ. Rồi còn là bé đó là bây giờ tôi muốn xây dựng cho nó cho gọn gàng nữa, để mà lo con này nó học tiếp nữa. Dạ. Nó học lớp 8 à, rồi bé này thì ra đại học rồi ra trường rồi có việc làm ổn định hết rồi, làm tại quận Tân Phú đó anh chị. Rồi bây giờ thì em cũng muốn là cho cháu nó có một cái gia đình yên ổn riêng của nó, để mà mình còn làm được á, mình còn phụ trợ giúp đỡ cho con đó, vậy thôi. Thì trước nhất thì cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn MC Huyền Linh và Ngọc Lan. Thì chị ơi, gia đình tôi thì ít con lắm, có 2 đứa thôi, nhưng mà chị của nó thì có nhà riêng rồi. Thì Nhật á, hiện bây giờ là đang sống với vợ chồng tôi, nó có nhà riêng đó, nhưng mà nó ít có ở lắm, tại vì ở một mình nó rất là buồn. Cái nhà đó là để nó mở tiệm hớt tóc, nhà nó cũng rộng à. Ít có ở lắm, ở chung với vợ chồng tôi không à. Thì tùy theo cháu thôi, nếu mà tụi nó hợp nhau, muốn ở riêng thì ở riêng, ở chung thì ở chung. Nhưng mà vợ chồng tôi thật sự mà nói rất là dễ, dễ lắm. Mẹ nó cũng rất là dễ, dâu là con mà, rất là dễ, chỉ cần dâu biết đi làm là được rồi. Còn vấn đề khác thì khỏi quan tâm tới, thời buổi giờ rất hiện đại. Dạ, đúng rồi, thời đại bây giờ là rất hiện đại. Mình sống, em sống vì con thôi. Tại vì ba nó là coi như cũng mất lâu rồi. Em một mình em cứ lo mấy đứa con, chăm con. Mà em quản lý con rất chặt chẽ. Ăn học là quản lý rất chặt chẽ. Rồi. Lúc nào nữa, ở xe, mặc dù ở xe gia đình nhưng mà em quản lý rất chặt chẽ, rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Dạ. À, hai ông bà xui tương lai cũng đã nói chuyện với nhau rồi ha. Chứng kiến là hai đứa nó trò chuyện với nhau rồi, để hai đứa nó gặp nhau để coi sao rồi mình hỗ trợ để hai đứa nó tiến xa hơn ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ thì mở rau. Nào, bắt đầu đi Nhật. Anh có món quà tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp như hoa này. Cảm ơn em. Mở mở coi gì giật đứng đó. Dạ em tặng anh quyển sách ạ. Quyển sách nha. Dạ. Đắc nhân tâm. Hy vọng là anh sẽ thích món quà của em. Em rất thích. Cảm ơn em đã dành thời gian đến đây. Mình đến đây gặp nhau là một cái duyên rất là lớn. Nên anh cũng mong chúng mình cho nhau cơ hội để đến với nhau, tìm hiểu nhau. Hai bạn về chỗ nào. Về ghế ngồi đi Nhật. Nào quay mặt lại nói chuyện với lại bạn gái đi. Đó. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng được. Rất là phù hợp với cái tiêu chí của em. Em thích người to hơn em vậy đó. Anh thấy em rất là xinh. Em cảm ơn anh. Anh giảm cân được, anh hứa với em anh sẽ giảm cân được. Không, em chỉ cần là khỏe mạnh thôi, còn cái chuyện giảm cân hay không thì không cần thiết. Đâu nhưng mình. Mà em tìm một người khỏe mạnh, biết quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em thì người đó là anh. Dạ. Còn giàu thì hiện tại anh có điều kiện khá giả.
anh tin là sau này anh sẽ làm được điều đó. Anh thấy em cũng hợp với anh. Anh làm bên nhà đất, em làm bên kế toán là kiếm tiền chắc cũng nhiều lắm ạ. Dạ. Thấy sao em gái? Nói lại đi. Thấy được không? Em cũng hy vọng là hai đứa mình cho nhau một cơ hội để mà tiến tới. Thường là anh rảnh ngày nào? Anh thì rảnh anh sắp xếp được. Nếu mà em gọi anh là anh có mặt liền à. Tại vì em thì đi làm giờ hành chính, em chỉ nghỉ vào thứ bảy chủ nhật thôi. Cho nên là thứ bảy chủ nhật thì em mới rảnh. Có những ngày mà báo cáo thì thường là cuối tháng thì em hay tăng ca. Cho nên là cũng hơi, những ngày đó thì có hơi khó chịu xíu thì anh có chịu được không? Được chứ. Anh sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em. Dạ. Ngon rồi đó. Thôi, quan điểm. Quan điểm tình yêu của em là gì? Em thì quan điểm của em là hợp hay không là do hai người, chứ không phải là đừng lấy lý do là không hợp nhau để mà đến với nhau hay là từ bỏ nhau, mà mình cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với người kia thôi. Nếu mà sau này mà mình có duyên đến nhau được thì có chuyện gì gây nhau thì anh là sẽ là người xin lỗi trước. Anh sẽ là người xuống nước trước. Đến đây anh có hai điều quan trọng. Dạ. Một là em, hai là tình yêu của em. Em á, mỗi khi mà ví dụ như có gây nhau á thì em muốn rõ ràng ngay lúc đó luôn, chứ em không có thích mà im lặng để mà chiến tranh lạnh hay gì hết. Em thích giải quyết rõ ràng luôn. Cho nên là anh cứ yên tâm đi, không có giận được 24 giờ đâu. Cho anh sẽ là người xin lỗi trước mà. Dạ. Nói là giữ lời nha. Dạ. Giờ em muốn hứa thôi chứ em hứa là làm được á. Cô gái mai mốt mà không, chàng trai không giữ lời gọi điện thoại mấy chị Lan nha. Chị Lan mở lại cái đoạn công việc gia đình thì ai sẽ làm như thế nào? Anh cũng biết làm việc nhà nữa, như giặt đồ, quét nhà, lau nhà đó. Dạ. Vệ sinh lại anh cũng biết làm việc nhà. Cái đó thì anh có thể phụ em được. Nhưng mà anh thích làm ăn kiếm tiền. Dạ. Cái chuyện mà nội trợ gia đình đó thì anh cứ để em, anh chỉ cần phụ em thôi chứ anh không cần làm hết. Cái đó thì để em làm được. Anh muốn chia sẻ việc nhà với em được. Dạ. Rồi giờ kết hôn rồi sao? Bàn tới chuyện kết hôn đi, cuối năm cưới rồi đó. Kết hôn rồi thì đẻ con trai con gái hay như thế nào? Kết hôn thì anh thích trai con gái luôn, hai đứa. Rồi em sao? Dạ em cũng thích. Nhưng mà con nào thì cũng là con à, ra đứa nào thì nuôi đứa đó thôi. Rồi giờ mình tính đám cưới mình mời bao nhiêu người, có tính chưa? Dạ có, mời gia đình, người thân, bạn bè. Cỡ mấy bạn? Dạ chắc em cũng chưa biết nữa. Chắc cỡ 10 bạn. Có mời tôi không? Dạ có luôn. Anh 10 bạn, em 10 bạn là đủ 20 đó. Bao lâu cưới liền không? Nói đi. Nào cưới? Em định khi nào sẽ cưới? Nếu dạ. Mà quen á. Nếu như mà mình hợp mà mình có thể tiến đến với nhau thì cuối năm. Anh cũng nghĩ vậy. Bước tới liền. Tấn công liền. Nói gì đi, nắm tay, nói gì đi Nhật. Cho anh xin phép nắm tay của em. Anh có bài hát muốn tặng em. Dạ. Anh hát bài Về đâu mái tóc người thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làn tóc xòa bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối, đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa vai gầy, lâu vắng trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Em xin hát. Mình hát lại tặng bạn trai em. Hát lại tặng bạn trai. Nắm chặt tay luôn. Đúng. Nhật. Cho anh xin phép. Em xin hát bài Xích Thêm Chút. Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu, cho em say mắt môi như lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí em chính là nơi em đã tìm thấy anh, tan vào trong giấc mơ. Em xin hát ạ. Em hát được thầy. Em cảm ơn anh.
Thích không? Thích không? Nãy giờ nắm tay thấy sao? Hả? Thấy ấm. Rồi sao nữa? Thấy hơi rung. Mà có thích không? Thích không? Mê không? Mê không? Mê chưa? Dạ có. Dạ xin phép bà ngoại. Dắt quá. Chỉ là với bác đi. Tụi con thích nhau thì cho phép tụi con. Dạ con xin phép bác, bà ngoại với em là con thích bạn. Cho phép con được có cơ hội quen bạn. Dạ con cảm ơn. Hợp dạ. Thì coi như cứ tiến tới vậy thôi. Những đứa nào cũng cái tuổi cũng có thể lập gia đình được hết rồi. Dạ. Thì anh cũng lớn rồi, anh cũng muốn lập gia đình rồi. Dạ. Tha thiết mình nói sao mà tha thiết để cho bạn gái đồng ý bấm nút này. Những lời anh nói là những điều chân thành nhất tự trong đáy lòng của anh. Là anh sẽ là người quan tâm lo lắng chăm sóc cho em như là em mong đợi. Dạ, em cũng có thể cảm nhận được cái điều đó. Rồi. Được chưa? Thấy nắm tay sao? Dạ, nắm tay ấm hơi rung. Rồi giờ tính nắm hoài luôn, không buông ra, không đi bấm nút luôn. Về ghế ngồi đi nào. Để tay nút bấm. Nhật và Thẩm với sự chứng kiến của hai họ luôn. Một bên có bà ngoại với mẹ từ Quy Bình Định bay vào. Một bên có ba mẹ, có đầy đủ hai bên luôn. Chúng ta đã nói tất cả những cái gì về suy nghĩ của mình ha, về quan điểm của mình. Và nói cái gì có sự chứng kiến người lớn thì không bao giờ quên được nha. Bây giờ mình quyết định thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng em. Chính thức. Chúc mừng các bạn đã hẹn hò với nhau. Xin phép bà ngoại ngày giờ tương lai xin phép ba má cho tụi con được hẹn hò với nhau. Tụi con hứa sẽ cùng nhau tìm hiểu và đi hết cái chặng đường gì đó. Dạ con xin phép bà, xin phép bác, xin phép em, xin phép ba má, chị. Con sẽ hết lòng quan tâm đến bạn và sẽ yêu thương bạn đến mong là gia đình hai bên ủng hộ đến con một đường dài. Rồi, được đó. Không thấy nụ hôn đầu tiên. Cho anh xin phép hôn tay của em. Cho anh xin phép. Đã trong lòng thấy sợ. Nè, bạn ấy cũng rất là thật lòng. Và ở đây cũng rất là hiền hậu. Hình như là hai gia đình hai cũng gia rất đình là hiền cũng luôn. Đều rất là hiền lành. Hai gia đình rất là hợp với nhau luôn đó. Người lớn cố gắng hỗ trợ cho hai đứa nhỏ nó đến với nhau nha. Nhà trai ha, nghĩ rằng ba của Nhật là người rất là gọi là tâm lý với con đó. Yeah. Ba sẽ ủng hộ và cố gắng tìm hiểu sớm để về chung nhà ha. Yeah. Cùng nắm tay đi như suốt cuộc đời này nha. Yeah. Em á, bản thân em thì gia đình không có ở trong đây với em, cho nên là tất cả mọi cái thì mình có vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ với bác trai. Bác gái, chị thấy bác gái cũng là người rất là dễ để có thể chia sẻ. Có cái gì cứ mét hết cho chị. Bây giờ nè, Thẩm nói gì với bác trai bác gái đi. Dạ con xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu anh Nhật. Cũng như là mai mốt mà có về tiến tới làm dâu thì cũng mong hai bác yêu thương con nhiều chị hơn. Dạ chị dạy nhiều hơn cho con. Có cái gì mình chỉ dạy ha cô chú ha. Dạ. Dạ. Thôi, vậy là quá tốt rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha.